Rồi, xong rồi đó. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên nỗi nhớ em nhiều. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình vẫn là Nguyễn Chí Tâm đây. Thì cũng khá là lâu rồi anh em mình cũng chưa gặp nhau lại. Đã có nhiều bạn cũng hỏi mình về cái cách mix nhạc trẻ, mix master từ đầu đến cuối cho các bạn xem. Thì hôm nay Tâm với rảnh. Tâm mới rảnh thì Tâm làm cái video này để hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Đây và hình như là cái các bạn quan tâm cái video mà làm hướng dẫn tạo project thu âm cũng như mix master nhạc trẻ đây. Cũng khá là nhiều, mình cũng thấy mấy bạn người nước ngoài vào hỏi. Thì đối với Tâm thì Tâm biết những cái gì thì Tâm sẽ hướng dẫn các bạn. Còn các bạn muốn tốt hơn thì các bạn có thể tới chỗ Tâm để học, hoặc là có thể học qua TeamView, Tâm có thể dạy qua cho các bạn làm. Thì mỗi cái bài nhạc á, các bạn phải hiểu nó là nó sẽ mỗi bài, mỗi giọng và mỗi người hát sẽ mỗi cách, mỗi cái EQ, mỗi cái khó của cái người hát đó. Cái người hát tốt thì nó rất là dễ, nhưng cái người hát mà không tốt á, thì chúng ta làm nó hơi cực, và các bạn phải nắm được những cái EQ của nó. Tâm thì cũng có một thời gian Tâm bị mù tai và Tâm không nghe được những cái EQ thì làm cũng bị sai, và từ từ đó thì mình sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm đó, những kinh nghiệm để mình làm. Đây, những cái reverb delay mà không thấy nơi thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn và mình sẽ làm cho các bạn. Còn đây là cái bài, cái kênh chính của mình, chuyên ra nhạc, kênh chính thức của Nguyễn Chí Tâm. Thì mình mới phát hành cái bài này, bài Phùng Hoa của mình, phát hành cho em trai mình. Mình thu và sản xuất cùng với Sinai của nhóm X2X của Tấm Công Về đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nào. Bây giờ mình mở phần mềm lên nè. Thì đầu tiên Tâm sẽ mở một cái phần mềm, chưa bỏ gì hết nha. Đó, cũng vẫn như cái bước ban đầu chúng ta làm thôi. Cái kênh Nguyễn Chí Tâm hồi xưa thì mình dạy của bên năm thì nói chung nó cũng không khác gì mấy bên này đâu. Thì các bạn cứ áp dụng nó. Ok chưa? Thì đầu tiên Tâm sẽ bỏ cái beat nó vào. Đó, chúng ta bỏ cái beat vào. Đây, chúng ta sẽ bỏ cái mic vào nha. Đây. Bài này là bài Hẹn Kiếp Sau. Thì mình đã trừ 3 cái mic rồi. Trừ 3 cái âm lượng, cái dB của nó đó. Thì mình đã trừ 3 rồi. Mình nghe khúc điệp khúc thử. Thì các bạn phải hiểu rõ như thế này nè. Khi các bạn cho cái beat vào á, thường thường các bạn hãy để nó khoảng trừ 3. Cái âm lượng á, âm lượng đây là trừ 6 nè. Thì chúng ta nhích lên một cái nữa nó sẽ là trừ 3. Thì chúng ta canh cái điểm giữa đó để khi master nó lên thì nó sẽ bằng 0. Nó sẽ không quá nhỏ hoặc là không bể. Thì beat này à, beat này đã master rồi. Beat này anh đã master hết rồi, anh biết hết rồi. Thì nó mình trừ 3 nó để chút mình master tiếp. Thứ hai đó là mình phải kiếm một cái vocal. Mình đi kiếm cái vocal của nó, vocal đã chính full nha. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu sẽ khác phải không em? Cuộc tình mình nhiều trong tháng, ai nói sẽ yêu anh vỡ xa đây. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta. Chữ ấm em hơi nhỏ nè. Thường á, nếu mà cái chữ này mình làm á, thì mình sẽ bỏ ra một cái phần mềm khác nữa. Mình làm cái đoạn này. Mình sẽ to nó lên.
nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Rồi, mình sẽ làm một khúc thôi nha, cho các bạn coi. Em không chia ly, em bên ai rồi, em thương ai rồi, phải rồi. Ok, mình sẽ làm từ khúc này cho các bạn coi. Thì tất cả những khúc sau nó cũng vậy thôi, thì các bạn muốn làm như thế nào, muốn biến tấu như thế nào thì chúng ta cứ làm theo cái tay của chúng ta. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh. Rồi bây giờ mình sẽ làm trong bộ quay nha. Thì tại vì các bạn mà thường thường làm á thì các bạn chỉ có những bộ quay rồi những bộ quay rồi pháp filter rồi Volume 8 rồi tất cả những cái gì mà chúng ta có thôi. Còn mình thì cũng rất là nhiều nhiều cái, nhưng mà sợ mình làm nhiều cái nó phức tạp quá thì các bạn sẽ không có những plugin đó để chúng ta làm. Thì bây giờ Tâm sẽ kiếm một cái gọi là cái LA2 đi. CLA2 nha. Rồi chúng ta sẽ làm một cái. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm mềm. Rồi. Thấy em bên cạnh ai khác. Thì giọng của bạn này rất là gọi là chép rất là cao. Thì chúng ta sẽ thêm một cái cơm vào nữa. À, thêm một cái cơm vào thì chúng ta kiếm một cái cơm. Cơm nào cũng được. Thấy em bên cạnh ai khác. Rồi, ok. Rồi, ok, chúng ta sẽ cơm nó. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu ta làm ai, anh hứa với lòng sẽ. À, cái những cái khúc cao bạn thấy nó bị bóp dữ không? Thả ra ba làm ai. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm mềm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Mà giờ em đang nơi đâu? Ta làm ai? Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm mềm. Thật sự là nó sẽ có rất nhiều cái cơm để chúng ta làm. Các bạn tùy theo cái cơm nào, các bạn thấy cái nào nó ok thì chúng ta làm thôi. Ok chưa? Ta làm ai? Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm mềm. À, ok, mình thấy cái đoạn cao nó đã ổn rồi. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Giọng thì mà bạn này rất là sáng, nhưng mà nó vẫn có bass trong đó, nó đi tiếng bass nên nó hơi ầm. Ok, nó được hai cái rồi đúng không? Thì bây giờ nè, chúng ta kiếm một cái reverb bỏ vào. Thì cũng như cái reverb hồi bữa mình hồi bữa mình đã giới thiệu các bạn. Đó, chúng ta bỏ reverb này vào. À, thì khi các bạn bỏ cái reverb này vào rồi đó, thì chúng ta sẽ kiếm cho nó một cái gọi là nó ok một cái. Thì sau khi tìm kiếm thì mình tìm kiếm cái CN vocal chamber. Thấy em bên cạnh ai khác. Thấy không? Này nó bay không? Mình cắt cái phần EQ cho nó một cái này, cắt phần bass này, low cut, cắt nó. Mình cắt 50%.
để giữa. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác, phải không em? Nó có độ bay này. Cuộc tình mình nhiều trông gai, ai nói sẽ CK nó hơi ít. Thấy em bên nó cho nó có hậu một xíu. Thấy em bên cạnh ai khác, đó. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác. À, mình cho delay một xíu nha. Ok. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác, phải không em? Cuộc tình mình nhiều trông gai, ai nói sẽ bước cùng với ai? Nghe nó cũng ổn đúng không? Thì chúng ta bỏ ra hai cái, ba cái thì nghe nó cũng ổn. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ. Thì các bạn muốn cắt IQ cái nào thì các bạn cắt thôi, cắt ở trong này cũng được. Thấy em bên cạnh đúng không? Hoặc là chúng ta có thể no. Ở đây. Thấy em bên cạnh mày, anh hứa với lòng sẽ quên. Rồi ok, sau đó thì chúng ta sẽ cắt DSC. Ta cắt xì nó một xíu này. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm, những ngày tháng ta ấm mềm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Ok, mình cắt xì nó một xíu nha. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Rồi, thì các bạn phải nhớ những cái điều như thế này nè. Chúng ta làm chúng ta phải kỹ, như kể cả những cái hơi thở nha. Làm kỹ nó. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Thấy em bên cạnh ai khác. Đó, nó có một cái hậu đường sâu ở cái reverb thì mình nghe nó ok, tùy theo cái bài mình muốn như thế nào thôi. Thấy em bên cạnh ai khác. Thì bên này tâm sẽ trừ 2 đúng không? Mình trừ bao nhiêu mình trừ. Rồi, tâm cứ chỉnh bên này. Đó, tâm chỉnh bên này. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác, phải không em? Cuộc tình mình. Các bạn thấy nó vang nhiều không? Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác, phải không em? Cuộc tình mình nhiều trông gai, ai nói sẽ bước cùng với ai? Mà giờ em đi bên ai, để tình yêu ấy vỡ xa làm ai? Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Thấy em bên cạnh ai khác. Ok, thì các bạn cứ bỏ vào một cái nào cũng được. Nếu mà thường thường á, mình thì mình xài có nhiều cái, mình xài UAD nữa. Chẳng hạn như bạn xài cái này cũng được, mà bạn xài những cái chẳng hạn như 117 UAD cũng được. Hoặc là Avalon gì cũng được. Chúng ta có thể bỏ những cái UAD của chúng ta vào, hoặc là những cái Ream khác vào cũng được. Làm sao cho tiếng đầy đầy lên một xíu, đúng không? Cho nó, mình nghe nó đầy đầy một chút là được. Thấy em bên cạnh. Rồi sau khi chúng ta đã gọi là cơm
Rồi, chúng ta cắt xì cho nó. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn trong cái bộ quay. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái gọi là để chúng ta cắt cái kiểu nó. Thì mình sẽ sử dụng một cái chain đi. Cái chain này. Đó. Cái này thì nó cũng chưa chi tiết cho lắm nha các bạn. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Thì mình cắt cái tần số bass của nó đi. Thấy em bên cạnh ai khác. Vừa thôi, đừng có cắt quá nó non giọng. Thấy em bên cạnh ai khác. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu. Thì cái giọng của bạn này thì nó hơi sáng nên chúng ta cứ cứ cắt cái tầng low low bass đó, chúng ta cắt cho nó sạch một xíu đã. Ok chưa? Thấy em bên cạnh ai khác. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu. Rồi ok, mình thấy được hai cái điểm nó hơi bị dư. Thấy em bên cạnh ai khác. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác. Phải không em? Rồi ok. Thì sau khi chúng ta cắt xong rồi đó thì chúng ta nghe nó sẽ có nhiều cái lắm, chẳng hạn cái vocal này hơi bị noise một xíu nè, nó hơi bập bập nhẹ một xíu. Trái tim anh lặng. Rồi những tiếng nước miếng này. Trái. À, những tiếng nước miếng của bạn này cũng hơi nhiều, hơi nổ lách tách lách tách. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Thì những cái đó thì các bạn hãy làm kỹ, hãy làm cho thật kỹ vào. Thấy em bên cạnh ai khác. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Thấy không? Các bạn chưa master gì mà các bạn đã nghe thấy nó ok rồi đúng không? Ngơ ngác. Đó. Sạch những cái này nha. Nhớ là những cái sạn sạn là mình cứ làm. Ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác. Phải không em? Cuộc tình mình nhiều chông gai. Ai nói sẽ vui. Rồi ok. Mà giờ em đi bên anh. Để tình yêu anh vỡ xa làm hai. Anh hứa với lòng sẽ. Thì đối với Tâm thì cái giọng này nó cũng khá là dễ chứ nó không có khó. Thì đụng những cái giọng khó hơn nữa thì chúng ta sẽ phải thứ nhất là chỉnh phô, với thứ hai nữa là nó sẽ có nhiều cái hỗ trợ, chẳng hạn như chúng ta làm cho nó sạch giọng một xíu, đỡ giọng bị gọi là bị hột, bị này bị nọ, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm nhiều cái. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái vocal này, nói chung nó cũng gọi là tạm ổn chứ nó cũng không có gọi là quá tệ. Thấy em bên cạnh ai khác. Đó, để chúng ta nghe chữ thấy nè. Thấy em bên cạnh ai khác. Thì nó không bị dư bass, giọng bạn này hơi sáng. Thấy em bên cạnh ai khác. Trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Rồi ok. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ở. Thì mình sẽ làm cho cái giọng chỗ này nó hơi xuống một xíu đi, mình cảm thấy nó hơi bị dư bass á, Anh hơi bị dư cái tần số chép. hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu. Cách xa nhau càng đậm sâu. Mà giờ em đang nơi đâu? Đắm say bên ai? Rồi ok. Thì tùy theo giọng nha các bạn. Chẳng hạn cái giọng này quá sáng thì mình mới nó bị dư thì mình mới bóp nhẹ nó một cái cho nó đỡ phải sáng quá, gọi là nó bị chói tai quá thì chúng ta hạ nó bớt. Chúng ta hạ nó bớt. Rồi ok. Thì hoặc là các bạn có thể cắt ở trong này cũng được. Các bạn cắt trong này cũng được ha. Không cắt ở đó thì các bạn cắt ở đây cũng được. Anh hứa. Đây cái nào nó cũng được ha. Chẳng hạn như cái kia thì nó của hãng quay thì đôi lúc nó cũng ok. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết.
nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm êm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Chúng ta cứ lăn chuột là nó sẽ cao thấp. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Ok chưa? Nó cũng hao hao như cái kia. Mình hướng dẫn các bạn trong bộ quay luôn. Rồi chan. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Rồi. Thì như thế nào nữa ta? Thì chúng ta sẽ gọi là cái này thì thường thường là các bạn phải đi hai cái EQ. Các bạn phải đi hai cái EQ. Thì mình tìm một cái EQ nào nữa coi. Làm cho giọng nó đầy đầy một xíu. Cái này để mình coi thử cái này coi, mình chưa thử cái này lần nào. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm. Chẳng hạn như giọng này hơi sáng nè, mình kéo xuống thử coi. Đây. Rồi ok. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta. Thật sự là giọng này cắt một phát là xong rồi. Nó dễ cắt quá. Nó không cần thiết những cái gì nữa đâu. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Mình thấy nó tạm ổn rồi. Nên chúng ta không cần cắt gì, chúng ta mastering nó thôi. Thì mastering nó có hai thể loại mastering. Có nhiều cách, đó là một cách chúng ta làm phần mềm và cái chúng ta làm phần cứng. Thì chúng ta là dân, gọi là dân nghèo mà. Thì trong bộ quay nó sẽ có một cái gọi là cái mastering, cũng giống như những cái bài kia Tâm đã từng nói rồi. Đúng chưa? Rồi. Rồi ok. Thì trong này nó sẽ có một cái gọi là để chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm nó. Nó đây. Orbipop Master đây. Đó, thì Tâm thường sử dụng cái này. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Các bạn thấy nó sáng, nó chói lên gớm không? Giọng này rất là sáng. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm êm. Nỗi đau này chẳng mình quên. Thì sau khi mà nó master lên, nó to, nó bể như thế này, thì chúng ta có hai cách. Cái output chúng ta hạ xuống cũng được, hoặc chúng ta hạ cái output xuống cũng được, hoặc là chúng ta sẽ cho một cái L2 vào. Limiter thì chúng ta sẽ cho một cái gọi là, thì nó sẽ có hai cái ở trong này cho chúng ta làm. Một cái là nó hãm nó lại, nó nhỏ lại, và một cái thì sẽ đẩy lên rất là to nè. Đó, thấy không? Thì chúng ta sẽ hãm nó lại bằng cách chúng ta trừ một nó đi, còn cái kia mình tăng nó lên khoảng 50% thì nó hãm lại. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể. Rồi ok, nó vẫn còn hơi bị to, thì chúng ta kéo nó xuống. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm êm. Rồi F3 nó lên, coi thử nó có bị bể không. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm êm.
các bạn đừng có nhìn cái màu đỏ này mà chúng ta các bạn nghĩ nó bể. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Chúng ta thấy sóng nó còn chưa lên tới số 0 thôi. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nè, đẩy lên thấy cỡ này. Anh hứa. Thấy không? Nó lên tới cái điểm vàng đó đó. Là nó bể đó. À, lên tới điểm vàng đó là bể đó. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng. Nên các bạn đừng có quan tâm nó nhìn vào trong cái mastering mà thấy cái đèn đỏ thì các bạn tưởng nó là nó bể ngoài kia, thật sự không phải. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm êm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu. Cách xa nhau càng đậm sâu. Mà giờ em đang nơi đâu? Đắm say bên ai? Rồi, ok. Để tình yêu anh vỡ xa làm ai. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta ấm êm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu. Cách xa. Thấy không? Các bạn thấy mình vừa bỏ vài cái của quay vào là các bạn, mình nghe nó đã ổn rồi đúng không? Mình mới bỏ vài cái vào thôi nó đã ổn rồi, không cần phải quá nhiều đâu, tùy vocal thôi. Đó. Bên cạnh ai khác. Rồi. Ở trong này nó sẽ có một cái gọi là cái của bộ quay luôn. À, W. À. Cái này nó cũng hơi khử nồi một xíu nha. Vì nó gọi là nó cũng làm cho ấm EQ lại, tăng EQ các kiểu đó. Bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác, phải không? Trong gai, ai nói sẽ bước cùng với anh. Mà giờ em đi bên anh, để tình yêu anh vỡ xa làm ai. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Sau khi chúng ta bóp cái kia lại một xíu thì cái giọng của chúng ta nó hơi bị gọi là tối lại một xíu rồi. Thì chúng ta lại xử lý. Bên cạnh ai khác. Chúng ta phải nghe nó, chứ không có thể nào mà để chúng để như vậy. Thì các bạn cứ để vậy xong mastering lên là nó không khác gì đâu. Thật sự như vậy là không có phải. Khi chúng ta mastering vào á thì nó cái độ sáng của nó sẽ thay đổi. Bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác, phải không em? Ok chưa? Mình nghe nó đã cảm thấy nó vừa rồi. Tiếp theo thì Tâm sẽ coi cái đoạn điệp khúc nó như thế nào. Ở xa là mai. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Rồi ok. Xong rồi đó. Vocal này thì nó đơn giản. Thì chúng ta sẽ cho thêm một cái gọi là cái delay vào nữa. Để cho nó có một cái hậu. Đúng không? Thì mình lại sử dụng delay thì cứ kiếm delay thôi. Mình xài cái pinball này của thằng Cubase luôn. Ok. Xài cái này. Cho nó lẹ. Ở xa là mai. Anh hứa với lòng sẽ quên. Đó. Xa là mai. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết. Nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu. Rồi. Mình sẽ hạ mic xuống một xíu, nhưng mà mình lại cho cái feedback cho nó dài dài một xíu thì coi sao. Thấy em bên cạnh ai khác. Rồi. Và thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu
cũng sẽ khác, phải không em? Cuộc tình mình nhiều trông gai, ai nó sẽ bước cùng. Bài này master beat quá chuẩn nên là chúng ta sẽ không cần phải can thiệp EQ của này nữa. À, chúng ta không cần can thiệp nữa, nó chuẩn rồi. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Các bạn đừng có để nhiều người mà người ta bỏ nhiều reverb quá thì chúng ta cứ bắt chước bỏ nhiều reverb vào, nó ồn lắm. Anh sử dụng một cái reverb thôi, nó làm sao để cắt EQ cho nó sạch để nó không bị ồn, nó không bị bồng cái vocal của chúng ta là được. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Thì trong các cái reverb mình đang xài thì mình vẫn thích em này. Thấy em bên cạnh ai khác, trái tim anh lặng thinh ngơ ngác. Ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác. Khi sau khi mình xử lý xong cái giọng của bạn này rồi, nó vẫn sáng nhưng mà nó không chói tai, chúng ta nghe nó không bị chói. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Thì các bạn phải nhớ như thế này này, khi mà chúng ta canh cái beat á, cái beat này master chuẩn rồi thì mình trừ 3 với cái thông số của mastering thôi thì nó vừa rồi. Nhưng khi chúng ta canh thường thường, các bạn canh á, các bạn trừ làm sao hoặc là tăng làm sao để cho nó nằm ở trên cái trừ 6, nó khoảng trừ 3 hoặc là trừ 4, để khi chúng ta mastering lên nó đủ không là nó sẽ vừa, đừng không to không nhỏ đó. Mình canh cho mình một cái thông số riêng. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chờ. Rồi ok, vậy thôi, vậy thôi, vậy là xong rồi đó, vài cái thôi. Mastering rồi, không quá, không cần quá nhiều ha, sử dụng vài cái thôi. Rồi xong rồi đó. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm, những ngày tháng ta ấm êm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Mà giờ em đã nơi đâu, đắm say bên ai. Rồi ok, coi như là hôm nay là cái bài hướng dẫn nhạc ballad, nhạc trẻ, cách mix mastering như thế nào thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì cũng rất là mong các bạn sẽ cố gắng làm được nha. Đó, cố gắng đam mê. Thì còn gì thắc mắc thì các bạn cứ để dưới comment cho mình. Nhớ cho mình một like, một share. Rồi. Nhớ là đăng ký giúp mình nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.